trong học trò và hình ảnh của những người thầy giáo, cô giáo miệt mài tâm huyết với sự nghiệp chồng người luôn in đậm trong trái tim của tất cả chúng ta. Con đầu mộc mãi đầu xuôi, theo con đi khắp muôn phương mai này, khắp sông ấy vẫn ngày ngày thầy đưa những chuyến đò đầy sang sông. Xin mời các em học sinh chúng ta về lớp của mình. Sau đây, Nguyễn Phú Thịnh sẽ có một bài lời thứ hai.